X51 Story mến chào quý thính giả. Hạng Yên là người đất Hạ Tướng, được xem là hậu duệ của vương thất nước Sở. Năm 224 trước công nguyên, Danh Chính lại cử Vương Tiễn đem 60 vạn quân sang hòng bóp nát nước Sở. Vua Sở huy động quân lính trong nước ra quyết chiến. Vương Tiễn dùng kế cố thủ không ra đánh làm quân Sở mất hết nhuệ khí, sau đó mới đưa quân ra. Quân Tần đánh cho quân Sở đại bại và phải rút chạy. Quân Tần tiến vào Thọ Xuân, bắt sống Sở Vương Phụ Xô. Hạng Yên bỏ chạy về Lan Lăng, phía nam sông Trường Giang, lại tìm lập người tông thất nước Sở là Xương Bình Quân lên ngôi. Năm 223 trước công nguyên, Vương Tiễn đuổi theo tiến đánh, Xương Bình Quân tử trận. Hạng Yên tuyệt vọng bèn tự vẫn. Trước khi chết, Hạng Yên để lại lời sấm truyền: Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở giã, nghĩa là nước Sở tuy chỉ còn ba hộ nhưng diệt Tần tất là Sở. Nước Sở chính thức diệt vong kể từ đó. Hạng Yên sinh được 4 người con. Người con lớn Hạng Siêu, hay Hạng Vinh, mất sớm, nhưng có sinh được một con là Hạng Vũ, người thứ là Hạng Lương, người con út là Hạng Triền. Khi nước Sở mất, Hạng Lương mang Hạng Vũ bỏ trốn. Sinh thời, Hạng Vũ vốn mang xuất thân danh môn, nổi tiếng văn thao võ lược, hơn nữa lại vô cùng dũng cảm. Khi mới ở độ tuổi thiếu niên đã sở hữu sức khỏe và khí lực xuất chúng đến nỗi được người đời ngợi khen là Bá Vương Cự Đỉnh, hay Bạt Sơn Cự Đỉnh. Tuy nhiên, có giai thoại kể lại rằng, lúc còn nhỏ, Hạng Vũ học chữ nhưng học không thành, nên bỏ đi học kiếm thuật cũng không nên. Hạng Lương nổi giận mắng, Hạng Vũ nói, viết chữ chỉ đủ để viết tên họ mà thôi. Kiếm chỉ đánh lại một người, không bỏ công học, nên học cái đánh lại được vạn người. Hạng Lương bèn dạy cháu binh pháp. Hạng Vũ rất mừng, nhưng ông cũng chỉ học để biết qua ý nghĩa, chứ không chịu học đến nơi đến chốn. Khi Tần Thủy Hoàng đi chơi đất Cối Kê, vượt qua Chiết Giang, chú cháu Hạng Lương và Hạng Vũ cùng đi xem. Hạng Vũ trông thấy vua Tần, rồi nói, có thể cướp và thay thế hắn. Hạng Lương nghe nói vội bịt miệng cháu, đừng nói bậy, bị giết cả họ bây giờ. Tuy mắng cháu nhưng nhân việc này, Hạng Lương coi cháu là kẻ khác thường. Hạng Vũ khi lớn lên mình cao hơn 8 thước, có sức khỏe nâng được cả cái đỉnh nặng 1000 cân, tài năng, chí khí hơn người. Đời sau có câu, Bạt Sơn Cử Đỉnh, để khen ông và cũng để chỉ những người có sức khỏe phi thường. Các con em ở đất Ngô Trung đều sợ ông. Nhà Chu chấm dứt, chế độ phân phong ở Trung Quốc cũng đi đến điểm dừng. Lịch sử Trung Quốc bước vào thời kỳ thống nhất với người khởi đầu là Tần Thủy Hoàng. Nước Tần đã biến nơi phát tích của mình Quan Trung từ vùng đất không mấy giàu có trở thành hậu phương vững chắc để thống nhất Trung Quốc. Từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Cao Tổ, Quan Trung luôn là nơi xuất phát của những đội quân chiến thắng. Lần duy nhất một đội quân khởi nguồn từ Quan Trung bị đánh bại là khi tướng Trương Hàm dẫn đội quân người Tù, hy vọng cuối của nhà Tần đi chấn áp các nhóm quân chống Tần. Quân nhà Tần hùng mạnh hơn trăm năm, tại sao lại thất bại đột ngột đến vậy? Nguyên nhân trực tiếp chính là lần giáp mặt với quân Hạng Vũ ở Cự Lộc. Tình thế chiến trường Cự Lộc trước khi trận chiến diễn ra có vẻ không hề có lợi cho Hạng Vũ. Đánh thắng quân Tần là một kết cục gây bất ngờ vào thời điểm đó. Vậy Hạng Vũ đã lật ngược thế cờ bằng cách nào? Năm 209 trước công nguyên, Tần Nhị Thế lên ngôi, Trung Quốc loạn lạc. Quý tộc 6 nước bị Tần diệt không phục nhà Tần, dân chúng thì khổ sở vì Nhị Thế tàn ác. Nhân lực nhà Tần dùng được có hạn trong khi người muốn phản Tần thì nơi nào cũng có. Những đội quân chống Tần có thể thay nhau chiến đấu nhưng quân Tần thì không được thua dù chỉ một lần. Vì thế với nhà Tần, trận đánh ở Cự Lộc có ý nghĩa sống còn. Đầu năm 208 trước công nguyên, quân Tần do Trương Hàm chỉ huy thắng lớn trước quân Sở, diệt được tướng Sở là Hạng Lương, chú Hạng Vũ. Cho rằng quân chống Tần ở phía nam Trung Quốc không còn nhiều, Trương Hàm cho quân tiến lên phía bắc, gia nhập với cánh quân Tần từ Vạn Lý Trường Thành để hợp sức đánh quân Triệu. Quân Tần sau khi hội sư nhanh chóng đánh tan quân Triệu. Triều đình Lưu Vong nước Triệu phải bỏ kinh đô Hàm Đan mà chạy về Cự Lộc, gửi thư cầu cứu tới các cánh quân chống Tần khắp Trung Quốc. Quân Tần ngày càng khép chặt vòng vây quanh Cự Lộc, ý đồ tiêu diệt cả đạo quân địch trong thành lẫn các cánh quân cứu viện. Quân chống Tần tan rã dường như là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng quân Tần khi có một vấn đề nan giải, toàn bộ các đạo quân tinh nhuệ hoặc đã ở Cự Lộc hoặc đang ở quá xa chiến trường. Nhiệm vụ cứu vãn nhà Tần cơ bản do riêng Trương Hàm gánh vác. Tình hình liên quân chống Tần bấy giờ vô cùng nghiêm trọng. Ở phía nam quân Sở vừa thua to, phải rời về Bành Thành để tránh chủ lực quân Tần. Ở phía bắc, quân Triệu bị diệt là chuyện sớm muộn. Đến khi hai đội quân chống Tần mạnh nhất đều đã thua to, các cánh quân còn lại cũng không còn bao nhiêu hy vọng. Quý tộc các nước đều gấp rút điều quân cứu viện Cự Lộc để bảo vệ chính bản thân. Thế nhưng khi liên quân tập hợp đầy đủ thì lại xảy ra việc lạ, các quân đều dừng ở An Dương chờ động tinh mà không lập tức tiến vào chiến trường. Do không nắm chắc phần thắng, phần lớn tướng lĩnh liên quân đều có thái độ chờ đợi cục diện chiến trận ngã ngũ. Có người đề nghị chia tách đội hình quân Tần để lần lượt tiêu diệt nhưng cũng không cánh quân nào dám làm thế. Cục diện bế tắc kéo dài đến 46 ngày khiến Hạng Vũ không thể nhẫn nại thêm, bèn xử tử chỉ huy quân Sở là Tống Nghĩa rồi ép Sở Hoài Vương chấp nhận để bản thân Hạng Vũ lên thay. Kết quả là trận Cự Lộc lưu danh sử sách, Hạng Vũ đánh chìm thuyền, phá vỡ nồi, đánh tan quân Tần, dập tắt hy vọng cuối cùng của nhà Tần. Vậy tại sao Hạng Vũ có thể quyết đánh và tin vào khả năng chiến thắng trong tình cảnh khó khăn như vậy?
Trong các yếu tố ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, địa lý có vai trò vô cùng quan trọng. Binh pháp Tôn Tử tổng kết 6 kiểu địa hình ảnh hưởng đến chiến trường: đường thẳng, đường vòng, đường nhánh, cửa ải, chỗ hiểm, chỗ xa. Mỗi điều kiện địa lý lại yêu cầu một biện pháp thích ứng khác nhau. Thư tịch của Trung Hoa khi đề cập đến Cự Lộc đều cho biết, phía Bắc có đầm lầy rộng lớn, phía Đông Bắc nhiều gò đồi. Lấy tên Cự Lộc bởi có rừng rậm, loài hươu tụ tập. Như vậy có thể thấy điều kiện địa hình đặc thù là nguyên nhân quan trọng khiến Cự Lộc trở thành chiến trường. Tâm lý quân lính được nhiều sách binh pháp cổ coi trọng. Quan sát lòng quân là phẩm chất cần có của tướng chỉ huy. Sử sách cổ ghi lại trước trận Cự Lộc, liên quân chống Tần ở trong cảnh, binh lính sợ hãi, tướng lĩnh không hơn Tần nên không dám tiến. Quân sở của Hạng Vũ lại vừa trải qua trận thua to, tâm lý sợ hãi càng trầm trọng. Binh pháp Tôn Tử có đề cập một dạng kỳ mưu, binh sĩ đã bị dồn xuống đáy vực thì không sợ gì. Khi bị đưa đến hoàn cảnh tận cùng khó khăn, con người không còn gì để mất nên cũng không còn sợ hãi. Tuy có lý thuyết như vậy, nhưng tướng cầm quân áp dụng được trong thực tế như Hạng Vũ là không nhiều. Để toàn quân có thể lâm vào đường cùng mà tìm ra đường sống, Hạng Vũ đã tiến hành một kế hoạch 3 bước. Bước 1, cho quân tiên phong vượt sông, kiểm soát hai bờ để quân chủ lực vượt sông thuận lợi. Bước 2, đích thân Hạng Vũ dẫn toàn quân vào chỗ đường cùng, một bên là sông sâu, một bên là quân Tần. Bước 3, phá nổi, chìm thuyền, đốt doanh trại, cho quân lính mang đủ lương thực ăn 3 ngày. Đến đây, toàn quân đã ở trong thế quyết tử, một mất một còn với quân Tần. Lòng căm thù nhà Tần phổ biến trong quân lính càng khiến kế hoạch của Hạng Vũ được thực hiện hiệu quả. Trận đánh diễn ra theo đúng kế hoạch của Hạng Vũ. Quân Sở ở thế không còn gì để mất, giao chiến 9 lần với quân Tần đều thắng lớn, diệt và bắt nhiều tướng giỏi của quân Tần. Kết thúc trận Cự Lộc, Hạng Vũ phá tan quân Tần, giết Tô Giác, bắt sống Vương Ly, Thiệp Nhàn tự thiêu mà chết. Sau thất bại quyết định này, đạo quân chủ lực của Tần do Trương Hàm chỉ huy trở nên bị động, suy sụp. Sau trận Cự Lộc, không lâu sau nhà Tần bị tiêu vong. Trong trận chiến tại Cự Lộc, Hạng Vũ đã áp dụng thành thục lý thuyết binh pháp vào thực tế chiến trường, biến điều kiện bất lợi thành nguyên nhân thắng lợi. Thành tựu lớn nhất của cuộc đời Hạng Vũ là trận Cự Lộc với trình độ chiến thuật được đưa đến đỉnh cao. Thế nhưng điều đáng tiếc của cuộc đời Hạng Vũ chính là đủ chiến thuật nhưng thiếu chiến lược, luôn tìm ra cách thắng mỗi trận đánh nhưng lại thua trong toàn thế cục đương thời. Quân Tần sợ uy thế quân Sở, nhiều lần rút lui. Tần Nhị Thế sai người đến trách Trương Hàm. Hàm sợ, sai Tư Mã Hân đi yết kiến vua Tần để tâu xin định đoạt. Hân đến Hàm Dương đợi ở cửa Tư Mã 3 ngày, quyền thần Triệu Cao không cho yết kiến, vì muốn giấu tin bại trận và hại Trương Hàm. Trường sử Hân sợ hãi chạy về quân mình, nhưng không dám đi theo con đường lần trước, về đến doanh trại báo lại tình hình trong triều và khuyên Hàm hàng Sở. Tướng Triệu là Trần Dư cũng đưa thư cho Trương Hàm khuyên nên hàng Hạng Vũ. Trương Hàm còn do dự vì sợ trước đây mình đã giết Hạng Lương là chú Hạng Vũ nên Hạng Vũ sẽ không dung tha, bí mật sai sứ đến chỗ Hạng Vũ, muốn cùng giao ước. Để uy hiếp tinh thần Trương Hàm, nhân khi giao ước chưa xong, Hạng Vũ sai bổ tướng quân ngày đêm đem quân vượt bến Tam Hộ đóng quân ở phía nam sông Trương, đánh nhau với quân Tần, lại đánh tan quân Tần lần thứ hai. Sau đó Hạng Vũ đem tất cả quân đánh quân Tần trên sông Vu Thủy, phá tan tành. Theo sử ký, trước đây Hạng Yên từng nói, Sở tuy Tam Hộ, vong Tần tất Sở giã. Nghĩa là, nước Sở tuy chỉ còn 3 hộ nhưng diệt Tần tất là Sở. Có người cho rằng trận đánh ở bến Tam Hộ này của Hạng Vũ chính là ứng vào điểm Tần sẽ mất về tay Sở. Trương Hàm thua trận sợ cuống cuồng, sai người yết kiến Hạng Vũ, muốn giao ước đầu hàng. Lúc đó Hạng Vũ mới đồng ý cho Trương Hàm yết kiến. Hạng Vũ bèn hẹn với Hàm gặp nhau ở ân khư phía nam sông Hoàn Thủy. Sau khi ăn thề, Trương Hàm nhìn thấy Hạng Vũ, chảy nước mắt ròng ròng, kể lại việc Triệu Cao. Hạng Vũ bèn lập Trương làm Ung Vương, giữ lại ở trong quân đội của Sở, cho trưởng sử Hân làm thượng tướng quân, cầm quân Tần để đi tiên phong đánh Tần. Theo sử sách ghi chép, hàng vạn binh lính Tần quốc quy hàng trên đường áp giải bị ngược đãi hết sức thê thảm. Nhưng vì mang thân phận tù binh, lại muốn bảo toàn tính mạng, họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Khi vừa tới Tân An, tâm trạng của 20 vạn tù binh Tần quốc hết sức phức tạp. Sử ký của Sử Gia Tư Mã Thiên thời nhà Hán có chép lại: tướng sĩ nhà Tần nhiều người nói trộm với nhau, bọn trinh tướng quân lừa chúng ta đầu hàng chư hầu, nên bây giờ họ chỉ có thể vào cửa quan đánh nước Tần. Nếu may mà đánh được nhà Tần thì tốt lắm, nếu không thì chư hầu sẽ bắt chúng mình đem về đông, còn Tần thì thế nào cũng giết hết cha mẹ, vợ con ta. Các tướng nghe mang máng việc họ bàn, đem báo lại với Hạng Vũ. Hạng Vũ liền gọi anh bố và bộ tướng quân bàn rằng: tướng sĩ Tần vẫn còn đông, bụng chúng không phục ta. Đến quan trung mà chúng không theo ta thì việc lớn sẽ nguy, chi bằng giết chúng đi, chỉ giữ lại Trương Hàm, Trường Sử Hân, Đô Úy Ế để cùng vào đất Tần mà thôi. Trên thực tế, sau khi áp giải tù binh về thành Tân An, 20 vạn quân Tần đã biến mất một cách bí ẩn. Bởi nếu 20 vạn quân này không bị tiêu diệt, có lẽ Hạng Vũ không thể tiến vào đất Tần, giết Tần Vương thiêu rụi mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Việc Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ giết hàng vạn tù binh Tần không được sử sách Trung Quốc chép lại cụ thể.
Giai thoại kể rằng Hạng Vũ đã bí mật lên kế hoạch giết hết tù binh bằng cách bắt họ đào một cái hố lớn. Ở phía tây của thành Tân An lúc bấy giờ vừa vặn có một đồng cỏ ngoại ô rất lớn. Hạng Vũ liền ra lệnh cho 20 vạn tù binh đào hố sâu, để rồi chính họ bị chôn sống trong hố sâu đó mà không có cách nào thoát ra được. Ngày nay, mồ chôn tập thể của quân Tần vẫn thường được nhắc đến gần xã Nghĩa Mã, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khu vực này bốn hướng đều có đồng cỏ bằng phẳng giống như sử sách chép lại. Theo ghi nhận vào năm 1912, trong quá trình cải tạo hệ thống đường sắt trong khu vực, các công nhân đã khai quật được nhiều bộ xương trắng. Đó có thể chính là hài cốt 20 vạn quân Tần bị Hạng Vũ giết chết năm xưa. Trải qua hàng chục năm nội chiến Trung Quốc, các di chỉ và di cốt kia không được khai quật hay bảo tồn. Sự kiện Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần được xem là một trong những vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Hoa. Sự kiện này được so sánh với vụ chôn sống hơn 40 vạn hàng binh Triệu của tướng Tần là Bạch Khởi trong trận Trường Bình thời Chiến Quốc. Tây Sở Bá Vương đánh trận Cự Lộc uy chấn Hoa Hạ, nhưng việc chôn sống 20 vạn quân Tần lại chính là điểm báo thua cuộc trong trận đánh cả cuộc đời của Tây Sở Bá Vương. Lòng thiên hạ hướng về Lưu Bang gian xảo với ngọn cờ nhân nghĩa. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.